Xin chào tất cả các bác, các bạn, các anh chị em đam mê câu cá. Hôm nay em sẽ review cho anh em những mẫu cần câu lục. Đấy, giá tầm 750 ngàn cho đến 1.350.000 ngàn. Độ dài 4,2 m và 4,5 m. Mà trên thị trường bây giờ là các bác đang câu và đang sử dụng rất là nhiều. Với mức giá nó gọi cũng là bình bình dân. Trong cái hàng phân khúc giá rẻ thì nó gọi là hàng tầm trung. Đấy, tầm trung của giá rẻ. Đấy. Tầm trung của giá rẻ nhé, tầm trung hay tầm cao của giá rẻ cũng được. Tầm cao của giá rẻ thì nó dao động cứ từ 750 cho đến 1.350.000. Mà dùng chất lượng khá là ok, nói chung là ổn. Trong cái phân khúc giá tiền như vậy thì không thể đòi hỏi hơn được. Mà nhiều cần trong này nó gọi là huyền thoại rồi. Một thời được anh em sử dụng cực kỳ nhiều luôn. Vì giá nó rất là phổ thông. Đấy. Lúc ấy nó giá nó cũng hơn 1 triệu. Đánh nó rất là ok. Với mức tiền như vậy là đánh như vậy là ok. Có thể chúng ta đánh được 40 35 40 m thoải mái chịu đựng được với mức nước mức sâu có tầm 3 m đổ lại. Đấy, anh em có thể chịu đựng được với những dòng cần này. Đấy, 3 m đổ lại thì em có thể đánh được 30 35 m. Đấy, bác nào cao thủ có thể đánh được 40 m, 45 m. Đấy, những bác cao thủ có kỹ thuật đánh cao được như vậy. Vì biết nựa cần. Chứ còn đối với những cần bình dân này thì chúng ta câu nó phải nựa, chứ không thể nào cứ hứng lên thích. Là ví dụ những cần này đánh xa 6-70 m mà nước sâu 5 m thì giật còn không có cái vảy mà ăn. Đấy, tùy vào từng điều kiện mà các bác đi câu sao cho phù hợp, chọn chỗ mức nước cho nó phù hợp. Mấy đa phần nước sâu quá thì đa phần đáy nó thối, đáy thối thì cá nó cũng không xuống ăn mấy đâu. Các bác đi câu cứ chọn được điểm nào câu cứ từ 3 m nước đủ lên là đẹp. Đấy. Hoặc là nó có độ dốc ra, cái đánh vào sườn, nếu mà chút đáy nó thối quá đánh vào sườn bờ nhá. Cái này là kinh nghiệm đi câu cho anh em ở các hồ dịch vụ nhá, hoặc những hồ tự nhiên. Trước khi nói vào cần thì mình chia sẻ một chút là anh em đi câu nhá. Đa phần câu dịch vụ giờ thì đáy nó bị thối, thối đáy vì lượng mồi đổ xuống này rất nhiều, cá thì ăn làm sao xuể được. Một hồ thì cứ cho đổ nhiều nhiều đi vài tấn cá, vài tấn cá thì lượng mồi mỗi ngày hồ đấy mà đông thì ngày 1,5 tạ ốc, 2 tạ thì cá nào nó ăn cho xuể. Mà chủ yếu ốc thì chủ yếu chấm đen với lại chép nó ăn thôi, còn các cá khác nó có ăn mấy đâu, nó thối in nhìn là rất khó câu. Thì mình đưa cho anh em hai kinh nghiệm đi câu với những hồ đáy thối này. Một là ta sẽ già đáy, kiếm chỗ nào nó cao hơn hẳn thì chúng ta câu tại vị trí đó. Hai là chúng ta câu sát vào sườn bờ. Đấy, vì đa phần các bác đánh xa bờ mà. Đánh xa bờ thì ngoài phía xa cứ tầm độ 30 m, 20 m, 30 m, 40 m là đáy thối rồi. Đấy, thì làm gì có cá. Nhiều bác cứ đánh thật xa đến 70-80 m ra giữa hồ ấy là chỗ đấy là ít ông câu được thì đáy nó còn sạch thì còn hay va cá, nhưng mà có phải ai câu được xa như thế đâu. Thì ta đánh lại, ta đánh gần lại. Ta đánh lại một tầm cần, một tầm rưỡi cần thôi là anh em đánh được cá. Nếu nước nó sâu, đủ độ sâu, chứ còn nông quá thì khó câu. Nhưng mà nó cứ tầm 1,5 m nước thì phải đánh xa tầm 2 tầm cần. Còn nếu nó sâu hơn tầm 2 m nước, 2,5 m nước đến 3 m thì anh em có thể đánh một tầm cần, một tầm rưỡi cần. Thì những khu vực đấy đáy rất là sạch. Đấy, ít người câu mà, đáy sạch. Mà hai nó dốc, nó dựng lên, dốc nếu đa hồ các hồ nó vát vào như lòng chảo này, vát này này. Vát bờ nó vát xuống như này. Đấy, hoặc nó tà xuống này, mấp mô trên đi thẳng xuống. Đấy. Thì tùy các bác lựa chọn nhé. Còn hôm nay vào cần câu luôn. Đối với các bác mà đang tập câu này, đấy, mà cần hay là đang chơi với mức tiền vừa phải thì chơi những dòng cần này là ok nhá. Trên tay em là em Summiter FV 420 BT của Shimano. Đấy. Pat thì Hesi, Pat Hesi. Khoen thường loại đẹp. Đấy, khoen thường loại đẹp. Màu xanh ngọc, giá là 750.000 em nhé, 750.000. Đấy, đối với những dòng cần phổ thông này đánh là ok rồi. Mình không có nhu cầu quá cao hoặc là kinh tế nó eo hẹp thì đánh những dòng này là ok rồi. Độ dài là 4,20 m nhé, 4,20 m BT. Đấy. Màu xanh ngọc, giá là 750.000 anh em nhé. Sang đến mẫu cần thứ hai,
Mẫu thứ hai này, mẫu này rất nổi tiếng rồi, nó gọi một thời oanh tạc khắp các hồ, đi ra hồ đa phần sẽ nhìn thấy những con này, Superior 35420. Đấy. Superior 35420. Made in Indonesia này. Đấy, nó in bất kỳ mắc nào nhưng đều sản xuất tại Trung Quốc anh em nhá. Casin SC7. Đấy, Pat Casin SC7. Khoen thường loại đẹp. Đấy, khoen thường loại đẹp, loại tốt. Carbon xoắn tít nư. Đấy, anh em nhìn này. Đấy, carbon này. Đấy, nó để cho anh em nhìn thấy cái lớp bên trong này. Mẫu này có giá là 850.000 anh em nhá, 850.000. Dòng này là cũng 4m20. Độ cứng 35, 4m20, độ cứng 35 này thì tương đương BX thôi. Đấy. Chứ không phải 35 của AX đâu nhá. Nó chỉ tương đương với BX, cứng hơn B một chút. Đấy, cứng hơn B một chút xíu. Đấy. Dòng này từng một thời đình đám và bây giờ nó vẫn là nồi đồng cua đá anh em ạ. Dòng này nồi đồng cua đá mà. Form nó thu lại khá là nhỏ. Giống nó rất là dày. Giá 850.000 anh em nhé, 850.000. Superior 35420, giá 850.000. Còn nếu anh em mà thích dài hơn nữa thì chúng ta có các mẫu 450. Đây chúng ta có cần SH Discovery. SH đẹp nha anh em nhé. Đấy, 450 BT May Indonesia 99% carbon. Đấy. Đây đây SH đẹp anh em nhé, đây là tem này. Đấy. Tem chính hãng này. Đấy. Dòng này thì tem này tem của một hãng Trung Quốc anh em nhé. Đấy. Xuất xứ nó được cái này, dòng này là dòng nó chuẩn một chút. Đấy, part là Dezui S7. Khoen thì cũng là khoen thường. Loại đẹp. Đấy, khoen thường loại đẹp. Đấy, hiện tại còn màu đỏ thôi và còn độ dài 4m50. SH Discovery 450 BT. Đây là dòng SH đẹp nhá, phân biệt với lại SH rẻ anh em nhé. Đây SH đẹp. Giá của 450 là 800.000, 800.000. Cây này có giá 800.000 anh em nhé, 800.000. Bác nào có nhu cầu thì liên hệ nhá. Tiếp theo chúng ta đến với mẫu cần bia 450. Đấy, bia 450 độ cứng 40. Đấy, bia 450 độ cứng 40. Con này cũng ghi xuất xứ Malaysia nhưng mà được sản xuất tại Trung Quốc rồi anh em ạ. Này nó cũng có tem 7 màu luôn đấy. Đấy, tem 7 màu luôn này. Part là part Jinbo S7. Jinbo S7. Khoen thì là khoen đẹp, khoen xích đẹp, loại khoen màu xám. Dòng này khá đẹp, alo rất là to, dày, đá sứ cũng dày. Nói chung là với phân khúc giá 900.000 của cần này là quá ok rồi, không thể đòi hỏi hơn được nữa. Đây, ngọn khá lớn. Con này ngọn khá to anh em nhé, ngọn của nó 4 ly đấy. Đấy, ngọn rất to, độ cứng 40 mà. Những dòng này thì anh em đánh rất nhiều và nó là dòng phổ thông. Đấy, anh em có thể đầu tư được. Đấy, trên thị trường giá nó gọi là bình bình, không cao quá mà cũng chả phải thấp quá. Đấy, đánh nhau ok. Đấy, bia 450 giá 900.000 anh em nhá. Đấy, anh em nào có nhu cầu liên hệ. Màu nó là màu màu vàng, màu vàng gold. Đấy, nhưng nó cũng không phải là vàng gold hẳn mà nó gọi là vàng vàng kiểu vàng nhạt nhạt đấy anh em ạ. Đây. Vàng đồng ấy, kiểu như màu vàng đồng, đây màu vàng đồng. Còn là em cuối cùng thì cao cơ một chút xíu. Đó là Submitter FV 450 BT. Đấy, Pat Fuji. Khoen Fuji. Đấy, dòng này thì cao hơn một chút xíu, giá là 1.350.000. Đấy. Em này cũng được anh em đánh nhiều này. Khoen Pat Fuji, độ dài 450. Màu xanh ngọc.
Anh em nào có nhu cầu liên hệ nha. Vậy là vừa rồi mình đã đưa cho anh em 5 mẫu cần, cho nó có 2 mẫu 4m20 và 3 mẫu 4m50. Anh em nào thích độ dài nào thì liên hệ. Giá là cây thứ nhất là 750.000 này, mình báo lại cho anh em rõ này, 750.000 này. Cây thứ hai là 850.000 này. Cây thứ ba, cây thứ nhất là Summiter FV 420 là 750.000, cây thứ hai là Pioler 35420 có giá 850.000. Cây thứ ba là SH Discovery đẹp BT 450 giá là 800.000. Cây thứ tư là cây cần bia 450 độ cứng 40 giá là 900.000. Cây cuối cùng là cây Shimano Summiter FV BT 450 giá là 1.350.000. Bác nào có nhu cầu thì liên hệ với mình số điện thoại dưới video nha, địa chỉ dưới video. Cảm ơn các bác đã theo dõi video.